ở tập trước khi mà mình nêu một loạt cái class ở trong này dẫn tới việc là có một đống quên in chỗ này sau đó mình lại bỏ cái việc thừa kế mono bị hay của thằng Follett đi là một loạt các quên đấy biến mất thì nếu mà các bạn vẫn chưa hiểu được ừ, tại sao bỏ cái extension của thằng này mà bên này nó lại hết lỗi trong khi bên này chả liên quan gì tới cái Follett này cả thì nếu là các bạn đang chưa thấm được cái à, đến thừa kế thì đây mình sẽ nói lại cái khúc đấy cho anh em hiểu rõ nhé thứ nhất này cái class animal manager này nó thừa kế từ mono Behave. có nghĩa rằng mình đang chúng ta này đang nói với utc Sharp rằng cái class này là dùng để tạo ra game object ví dụ như đây đây là một game object đây cũng là một game object thứ nhất đây là một game object thứ hai nhé và tất cả những cái class nào mà để gắn vào game object thì nó phải được thừa kế từ mono hay nếu không là không gắn được ok cho đó là lý do tại sao mà bây giờ nếu các bạn tạo ra một cái object có tên là dot à, tên là dot và các bạn cầm cái class dot này bạn và kéo vào đây thì sẽ không kéo được bởi vì cái class dot này nó không được thiết kế sẽ tạo ra game object lý do tại sao lại như vậy lý do tại sao những tập đầu tiên thì mình kéo được à, mình kéo cái laptop được mà bây giờ mình không kéo được là bởi vì laptop này à, nó được thừa kế từ folex và folex hiện tại bây giờ đang không thừa kế từ à, cái gì cả nó chỉ là một cái class gọi là class gốc luôn ấy, nó class nguyên bản luôn ấy thì nếu như bây giờ các bạn à, cho cái class folex này thừa kế từ cái hay thì tức là những con vật ở đây lại trở thành cái class để gắn vào cái uh, Game Object cho nên là bây giờ các bạn kéo vào được OK do đây đây là đây là kiến thức cơ bản C# Unity nhé đây là kiến thức rất rất là cơ bản luôn nên phải nhớ vấn đề này để cho cái lát đấy gắn vào được Game Object thì cái lát đó phải được thừa kế từ hay nếu không thì Unity sẽ không cho các bạn gắn tuy nhiên quay lại cái vấn đề vừa rồi thì khi mà các bạn gắn cái này vào đây thì vdcsap lại có một quy tắc khác là không cho phép à, không cho phép chúng ta nói thẳng là không cho phép luôn để các bạn không phải làm rồi. đó là không cho phép chúng ta nêu cái kiểu này à, không cho phép nêu chúng ta kiểu này thì nó sẽ vướng một cái vấn đề là đó thế bây giờ tôi muốn thiết kế một cái tôi muốn thiết kế một cái uh, game object là dot và tôi cũng muốn cái game object này được quản lý bởi thằng manager này mà bây giờ không cho tôi new thì tôi làm như cách nào thì nội dung hôm nay chính là để cho các bạn à, làm cái việc đó làm làm cái việc uh, như thế như thế nào thì làm chỉ cho các bạn nhé thì tuy nhiên là chúng ta không làm như vậy được rồi tuy nhiên là cái hàm này đang không chạy rồi thì bây giờ làm sao để chúng ta làm sửa chỗ này thứ nhất quy tắc code là các bạn không nên sửa vào trong này các bạn giữ những nguyên cái hàm này bởi vì chúng có thể là chúng ta đang phân tích là nó đúng đấy nhưng mà ta không biết được và quy tắc cố của mình đó là thường là mình sẽ uh, để cái này thành một cái comment hay một cái gì đó hoặc là mình gọi là để nó là hai đi Để mình tạo đó là hai sau đó rồi mình lại tạo ra một cái hàm mới à, tại vì cái hàm cũ nó không quốc rồi nó bị nó bị sai rồi nên mình phải làm một cái hàm mới và ở đây là lúc mình sẽ viết lại cái hàm đó ok chưa viết lại như thế nào thứ nhất là để cho thằng này nó quản lý được dù bây giờ mình tạo thêm một số cái class khác ví dụ như là không cho thì mình kéo nó vào vì cat nó cũng thừa kế từ forlet cho nên là nó làm được hoặc là bây giờ mình làm một con heo à, pick không cho sau đó mình lại kéo vào trong đây đúng chưa ấy thì bây giờ bây giờ bây giờ các bạn nhìn nhá làm sao để thằng này à, nó quản lý được những thằng này để đến gì để khi mà chúng ta play ra nó bị lỗi gì đây à mình chưa lưu game rồi à, mình lưu cho nó hết lỗi cái thấy lỗi là đi lưu đi, đi xử lý ngay đây mà đấy, thế nên sẽ thấy nhá, bây giờ mình lay chỗ này một cái, thì nó sẽ không có làm gì cả, bởi vì bây giờ nó chưa add được con thú vào thì bây giờ làm sao ta add được ba con thú thì vào trong đây? thì cách là như sau, có rất nhiều cách nhá, nhưng đây cách chỉ các bạn cách đơn giản nhất là các bạn cầm, các bạn kéo tất cả con thú này vào trong thằng này, có nghĩa là đây, trong cái hai khi này chúng ta lại vẫn có thể tạo một mối quan hệ cha con được, à ví dụ, nó cũng giống như trong class này đúng không? chúng ta có class này Lát này là con của lát for chưa? Và manager này nó có thể tương tác với những cái lát còn lại, đấy, tương tự như vậy. Nhưng mà để cho thằng này nó quản lý được những con thú đấy, thì trong này này các bạn tạo ra object sau các bạn kéo lại, ok chưa? Và cái này này, anh em có thể tạo ra rất nhiều cấp, thí à, dụ như là đây đây là con nhé, đây, đây là thằng cha, đây là thằng con. Bây giờ đây là thằng cháu này, à, cháu cháu số 1 này. À, không lưu ý không gọi không gọi tiếng việt ở trong này nha. Đấy xong rồi chúng ta lại lại có thể làm thêm một cái nữa đấy anh em để đưa chuột lại chữ xe còn về là tiếp ra đấy hoặc là anh em bấm new object anh em tạo đây cũng được ok chưa thì đây là cách để anh em tạo ra cấu trúc chỗ này thì cấu trúc này gần như là vô hạn nhưng mà đôi khi cho anh em là đừng có làm nhiều quá làm khoảng tới 2 đến 3 cấp như vậy thôi bây giờ hoặc là tối đa làm như vậy thôi đừng tạo thêm sâu quá. tạo thêm sâu quá nó rất là phiền phức trừ khi anh em đang thiết kế cấu trúc của một nhân vật thì cái thể tìm nở sâu nhá nhưng mà để, 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 để với script đối với code thì anh em không nên làm nhiều quá đấy có những lúc chúng ta buộc phải làm nhiều quá nhưng mà đấy là vấn đề khác đấy là tổ chức về object nhưng mà đối với class thì chúng ta không nên làm nhiều quá rồi xong bây giờ chúng ta có cái này thì làm sao để chúng ta nạp được thì chúng ta vào trong cái code này này à, vào trong cái code này lưu ý nhé nó phải là con như thế này nhá nên vào trong cái code này em sửa cho mình ở cái hàm này anh đang làm chúng ta có dòng lọc for x dưới này đúng chưa bây giờ ta làm một dòng lọc for x khác đây thì for x này chúng ta sẽ chuyển cái thông số tương tự nhưng mà không giống hoàn toàn thứ nhất đó là chúng ta tạo ra một cái uh, transform uh, transform đấy gọi là children in Chance. ok thì đây là những cái mới à đây là cái mới thì cái dòng lập này nó cũng giống như dòng lập này thì đối với dòng lập này á là chúng ta sẽ duyệt qua từng cái uh, từng cái động vật ở trong danh sách này À, với điều kiện là đồng chính sách này đã được add từ trước đó và đây là chúng ta đang làm add này thì bây giờ thay vì chúng ta diệt qua cái này thì chúng ta diệt qua một cái gọi là lấy à, ý nghĩa của câu này này là diệt qua từng đứa con bên trong của cái object hiện tại à object hiện tại là object nào cái, cái script này, này cái script này chúng ta này đang gắn vào đâu thì cái transform này đang đại diện cho cái object đó ví dụ như bây giờ code của chúng ta đang gắn vào đây thì có nghĩa rằng là cái for it này này nó sẽ lấy tất cả những đứa con Mà cái transform hay là cái animal Code này đang liên kết vào Đây, có nghĩa là gì? Nó sẽ diệt qua từng thằng này À, ok, thì nó sẽ diệt qua từng thằng này Ok chưa? Thì chúng ta đi Lúc này này, thằng child này này Nó sẽ đại diện cho Những đứa con ở đây, những con object ở đây ta bây giờ chúng ta thử nha, chúng ta thử một cái debug Log Chúng ta sẽ có là try name Tức là chúng ta lấy tên object ra try name là gì? try name chính là tên Của những cái object ở bên này lost script ở đây dot cat này bây giờ chúng ta bấm play thử ra chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tự động diệt qua từng thằng một ở đây thấy không dot cat pick này bây giờ không tin đúng không giờ chúng ta đổi thứ tự thằng này bây giờ chúng ta đổi thứ lại ở đây là pick rồi dot rồi cat thì nó xem cái này danh sách này nó sẽ khác đi này. đấy play lên em sẽ thấy nhá đây bây giờ pick dot cat này có nghĩa là gì có nghĩa là cái for x này à, cái for x này này nó đang diệt qua từng phần tử con bên trong này nó in ra cái tên này bây giờ thử thêm một cái cho các bạn thấy này bây giờ chúng ta sẽ có thứ nhất là hai con két à, để lướt để lương chữ này cái một cái hai con thì nên nhìn lại chỗ này nhé lay lên này đấy thì nó sẽ ra bốn con và con cuối cùng có tên như vậy ok chưa giờ anh em anh em hiểu cơ chế của thằng phối này rồi nhé đấy và đây, đây là cơ chế đặc thù của UDC sắp for it à, với cái transform là children và in chain thì nó sẽ như thế ok chưa nhưng mà chúng ta đang không dừng ở đó chúng ta đang muốn là cái chúng ta lấy ra cái folate đúng không? Tại vì ở, 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 đây, này, đây chỉ mới là transform thôi. Transform này này là đại diện cho cái cái class. À, bây giờ nhá. Thằng này đây là có transform này chính là thằng này này, đúng rồi, cái transform chính là đại diện cho thằng này. À, đây là kiểu dữ liệu nhá. Đây là một component, đây là một class component do Unity C# viết sẵn ra và có tên là transform. Nó cũng giống như cái folate như này thôi, nhưng mà cứ viết như này thôi nhưng mà đây là tên là transform. Thì chúng ta làm một cái biến có kiểu là transform à, chúng ta đặt tên của nó là trai cho là đứa con đấy. thì chúng ta cho nó như thế này thì nó sẽ mỗi lần nó lập nó sẽ qua cái này y chang như thằng dưới này mình y chang không có gì khác gì đúng không ở dưới này thay vì là full thì trên này là full trang à, cho đúng chưa nhưng mà cái chúng ta không cần là trang form mà chúng ta đang cần là cái full thì chúng ta làm sao để có được cái full mà chúng ta add vào như đây anh em thấy đây nhé chúng ta có một cái hàm gọi là tôi lấy con đót ra tôi add vào trong cái này và con đót này nó phải như thế này đấy và ở đây thì chúng ta đang là là, 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 là là uh, transform trên như thế này vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta có được một cái giống như chỗ này hay làm sao chúng ta có được một cái giống như này đây mục đích chúng ta là như thế này đúng không đấy mục đích chúng ta là có có như thế này nhưng bây giờ chúng ta không nêu nữa không nêu nữa à, bây giờ chúng ta không không nêu nữa nhưng mà chúng ta cũng không dùng cái dot này được tại sao bởi vì anh em nhìn trong này này đấy, đây là đây là pick này đây là dot này đây là cat này còn đây là 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 đây là cách cái hai này chúng ta phải xóa một cái cho đỡ rối nhá đấy thì bây giờ chúng ta không thể nào để chữ dot ở đây được vậy chúng ta để chữ gì chúng ta để chữ for let chỗ này à giờ thì chúng ta có thể gọi nó là uh, for for let anh uh, em có thể đặt dưới đây là for let đấy đúng không và đây đây không new nếu đây không new thì chúng ta làm gì cái này đổi là cho nó bằng bao nhé chúng ta chơi đây này đây chấm get component for let đấy anh em thấy chưa là sao đấy, tại sao lại có thể Tại sao người ta làm được như vậy? Đơn giản là vì sao? Vì những cái children này này, à, những cái children này này, hay những cái children này này, nó có docket. nhưng mà docket này là con của folet, à, về mặt tổ chức lát nó là con của folet, cho nên khi chúng ta get common chúng ta vẫn get được. Và chúng ta thử nhé, thử nha. thử cho anh em xem là nó có chạy lại giống như từ trước không? Play này, đấy, đây nó lại ra ss là sao? Đầu tiên là con heo, xong tới con chó, xong rồi để à, con mèo, mèo mèo đấy là được. À, tại sao lại như vậy? À, giải thích lại một lần nữa cho nên nắm nhé. Chỗ này nó hơi 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 khó với những bạn mới. là đầu tiên chúng ta vẫn làm cái thao tác là add animal to list. À, tức là giải pháp nó khác rồi. Giải pháp nó khác rồi, nó không như thế này nữa. chúng à, ta giải pháp khác rồi. À, chạy ra thì mỗi lần chúng ta sẽ lập qua từng đứa con ở trong object này. Đấy. Và bởi vì những đứa con này có cái class là class con của forlet cho nên chúng ta thực hiện cái lệnh này được khi chúng ta thực hiện cái lệnh này thì nó sẽ tạo ra một cái object à, nó sẽ tạo ra một cái class object lưu ý nhé đây là class object à, đây là class object nhé thì khi chúng ta children get component của cái object chúng ta lập qua thì chúng ta sẽ có được một cái class object chỗ này và cái class object này có thể dùng để add vào trong này bởi vì sao bởi vì chúng ta đang cần add vào đây ok chưa đấy và sau đó việc nó vẫn tiếp tục như vậy thôi sau khi sau khi nó add animal xong hết rồi thì nó xuống đây nó chạy cái for lại nó in cũ tập trước đúng không thì thay vì lúc trước chúng ta phải thủ công chúng ta ép từng lệnh lệnh như thế này thì cái code này nó tự động tìm luôn bởi vì sao bởi vì nếu như bây giờ mà các bạn uh, tùy ý các bạn thêm một con thú khác gọi là kết ket cat hai ket ba gì đấy thì cái danh sách này tự động nó cũng sẽ cập nhật Mà chúng ta không phải là ở lúc trước chúng ta phải copy paste cái dòng lệnh mà không bây giờ không cần nữa hai cái mail này đúng chưa? tại sao bởi vì cái thằng này này lúc nó chạy là bất kể là cái children này à, có bao nhiêu con trong nữa thì nó chạy từng đó câu lệnh tức là cái này nó rất là tự động hóa tự động hóa rồi chứ nó không phải là chúng ta thủ công ta thêm như, như, những chỗ dưới này hồi nãy chúng ta phải thủ công ta thêm dưới không không cần nữa bây giờ nó đã tự động scan nó đã tự động tìm ở trong cái cái transform của cái gái animal manager này có bao nhiêu object con thì tổng nó sẽ chạy cái vòng lệnh này bởi vì cái số lần có lập có lần lập này nè nó phụ thuộc vào có số lượng object chúng ta có ở đây nếu chúng ta ở đây chúng ta có bốn object thì cái vòng lập for này nó chạy bốn lần và mỗi lần nó cứ làm thao tác tương tự như vậy nó add vào chỗ này rồi chờ và nếu như bây giờ giả dụ cái trong này mà có một nghìn lần một nghìn siêu siêu con thì nó sẽ chạy một nghìn lần luôn à lập trình là như thế lập trình nó là như thế ok chưa rồi thì đấy là cái nội dung ngày hôm nay à, ở tập sau mình sẽ chỉ cho anh em thêm nhiều cái cơ bản khác của gì Shop. Sì ok chào mọi người nha